Hi, và chào mừng bạn gái em đã quay trở lại với channel của tôi nhá. Thì là hôm nay tôi cùng bạn đó là giới thiệu anh em đó là một cái dạng game đó là anh em nhiều người chơi rồi, nhưng mà tôi không giới thiệu lại đó là dạng game slot. Slot game là dạng game có lẽ anh em hay gọi là quay nổ hũ ấy. Nổ hũ này thì đa phần nó đánh vào yếu tố nhân phẩm. Vậy thì anh em hãy cùng tôi ngày hôm nay trải nghiệm cái trò quay slot từ con game biển đỏ để xem nhân phẩm của chúng ta như thế nào. Và game tôi lựa chọn đó là trò thủy hứ 108 vị anh hùng thủy hứ, liệu có thể đem lại may mắn cho tôi ngày hôm nay không? Vậy thì anh em hãy cùng tôi trải nghiệm con game biển đỏ và xem nhân phẩm của tôi sẽ đến đâu khi cùng trải nghiệm cái trò thủy hứ. Thủy hứ thì anh nhớ như đã đọc qua tác phẩm của La Quán Trung thì phải, tôi nhớ ông này ông La Quán Trung người Tàu thì phải. Đây là Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng là ông này La Quán Trung nhỉ. Thì nói chung thì tôi cũng không nhớ lắm đâu, nhưng mà nói về thủy hứ thì tôi phải nói anh em là nó là một cái đang mà 4.5M luôn anh em ạ. Phát đầu tiên quay tử chiến phát 4.5M luôn, thật là vãi cả trưởng luôn. Con game biển đỏ này dễ ăn cực kỳ anh em ạ. Và cách chơi nhá, cách chơi từ trái qua phải liên kết 3 giây trở lên, 5 giây sẽ tính thành 1 giây. Tỷ lệ đặt cược nó lên là 9x biểu đồ đơn sơ. Và đây là cách chơi của anh em. Anh em có thể xem cái trợ giúp này, cái tỷ lệ nó khi ăn như thế nào. Và bonus game thì nói sơ qua thì cái trò này chủ yếu là anh em được một số vốn cơ bản. Và khi anh em tải game về nhá, thì hãy tải game về sau đó liên kết thẻ ngân hàng, đăng ký một số điện thoại có thể nhận ngay cốt là 30k. Anh em hãy vào nhóm Telegram để được các đại lý, các admin chăm sóc khách hàng giúp anh em nhận cốt thêm nhé. 13M anh em ạ, đờ mờ ngon vãi trưởng luôn. Game đéo có gì mẹ, đánh ngon thật anh em ạ. Anh em mà không nhanh tay tải game thì đúng là thật. Tôi nói thật với anh em, tôi đỡ bất lời cô gì hơn nữa. Game ngon thế này anh em không nhanh vào hút đi thì phí lắm. Đây, tôi đặt tiền đặt cược nhỏ thôi, một số tiền nho nhỏ thôi mà đã lên 90M anh em ạ. Chủ yếu là anh em phải có số vốn nhá. Đây 1.5M này, anh em thấy con game này nó uy tín chưa, 700k này tuyệt vời luôn. Đây tôi chỉ chọn một phát đó là quay 20 vòng để xem thế nào. Rồi 900k này tuyệt vời nhá. Trở lại câu chuyện một chút thì đây là từ dạng game quay slot ấy. Slot này là quay nổ hũ thì chủ yếu là như tôi nói đầu video là nhân phẩm của anh em còn tốt không. Nếu anh em xem cái bộ thủy thì biết rồi đấy, mấy cái ông này đó là thuộc cái dạng là Robin Hood của châu Á, nghĩa là cướp của thằng giàu và chia cho bọn nghèo. Thì anh em ạ, anh em tôi và anh em thằng ghéo nào cũng nghèo thôi, tại sao không vào đây mà húp con game biển đỏ này luôn. Thôi trò thủy hứ này cùng 108 vị anh hùng lương sơn bạc kiếm tiền hàng ngày từ con game biển đỏ bằng cách quay slot. Tiếp tục con trò thủy hứ đờ mờ anh em ạ, được thêm một mờ này vãi trưởng luôn, mẹ quá ngon luôn. 6.8M thôi, không thì hiểu rồi thế nào, anh em hiểu không? 7.4M quá ngon rồi, độ hút liên tục luôn. Con game ngon thế này mà anh em không vào chơi luôn thì còn chần chờ gì nữa. Tiếp tục anh em ạ, tiếp tục. Rồi 12.6M mẹ quá ngon luôn, game uy tín vãi cứ trưởng luôn. Rồi 9.8M này anh em ạ, đặt cược càng cao thì tỷ lệ ăn thua càng lớn. 3M, ôi giời, mẹ pha này khoảng đang tôi đủ tiền làm con Mazda cố rồi anh em ạ. 1M tuyệt vời, đẹp mẹ, game uy tín thật đấy anh em ạ. Nói về con game uy tín thì tôi cũng muốn nói anh em là con game này nó uy tín. 3.2M, 3.2M anh em ạ, đỉnh mệnh luôn. 3.2M quá đỉnh luôn, 3.2M quay slot này quá đỉnh luôn. Anh em chớn chán chơi tài xỉu thì không nhảy qua quay slot này hơi phí anh em ạ. Để mà nói là con game uy tín thì nào cũng nhanh, tôi phải nói anh em ạ, con game biển đỏ này, con game MMWin và con game CF68 nó cùng chung một nhà cái, vì vậy là rất là ok anh em nhá. Tại vì phải nói một điều á, anh em mà nào đã chơi những con game này thì phải hiểu là nào cũng nhanh nó là độ uy tín của con game rồi, và xanh chín thì lại càng hay nữa. Và anh em mà cùng tôi qua cái trò slot, chờ slot con game biển đỏ từ nhà cái châu Âu số 1 trong nước cho năm 2023 này quá đẳng cấp anh em ạ. Anh em thấy không,
108 bị lương sơn bà đang chiếu vào ngày hôm nay của tôi. 28 mà quá tuyệt vời nha mọi người. Đội mạnh là game uy tín vãi cả lồi ra mà lại nạp rút nhanh nhỉ. Xanh chín thế này thì anh em còn chăn chờ gì nữa. Nhanh tay tải game. Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, liên kết thẻ ngân hàng có ngay 100k từ các admin nha. Rồi 18M nha em ạ. Ăn quả bốn hút này quá tuyệt vời luôn. 18M quy ra bây giờ là gần chiếu vài thiếu tầm 3M nữa là con quay alpha nhá. Còn là con quay anh em tối đi bay luôn, dạo phố túc chờ luôn. Tuyệt vời nha em ạ. Game quá uy tín luôn, nào quá nhanh luôn. Anh em đăng ký game đi, nhanh tay tải game, đăng ký bằng số điện thoại lên kết thẻ cái này có ngay 100k nhá. Và tỷ lệ nào rút thì quá uy tín luôn, xanh chín luôn. Link tải game tôi để phần mô tả video và bình luận nhá. Anh em còn chần chờ gì nữa, muốn nhanh tay tải game. Và tôi sẽ kết thúc video ở đây nhá. Thì trước khi kết thúc video, anh em cùng tôi trải nghiệm vài tay với slot nữa. Vài tay slot nữa để xem có thể lên được số vốn bao nhiêu trong ngày hôm nay nhá. 108 vị anh hùng lương sơn bạc trong buổi ngày hôm nay. Hãy cùng tôi kiếm tiền sinh lời hàng ngày từ con game biển đỏ này. Anh em nhanh tay tải game nha. Và video của tôi đến đây kết thúc. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp tới nha.